con ráng tu cho mau giải thoát, để mà xem cực lạc tại trần. Còn chi bằng sống được đời tân, đủ kỳ bi khó phân cho hết. Mọi việc tạm nay đừng mê mệt, tất không gây lấy việc tội tình, thì ngày kia sẽ được siêu sinh. Con khá nhớ rằng mình thường bừa, đâu là thánh đâu phàm khéo lừa, đừng để rơi vào cửa ngục môn. Sung sướng thân mà khổ não hồn, việc nên tránh chớ không nên nhiệm. Trong đầu có linh quang một điểm, ráng trao trìa cho đến siêu vời. Lớp vô minh bao phủ muôn đời, cố vẹt phá ra nơi sáng sủa. Chúng sanh hiện như cây lá úa, chẳng nước nổi thì khó sống lâu. Nghe Phật khuyên biết sớm hồi đầu, thì sẽ được khỏi câu thế thảm. Lời của Phật khiến đây quá cảm, tưởng như là con đặng gặp cha. Đã từ lâu đôi ngã lạc xa, nay mới được mặt hòa hai mặt. Dù cho ai lòng gan giả sắt, cũng phải rơi nước mắt dầm về. Huống chi đây cảm Phật nhiều bề, nên giọt lệ tràn trề đôi mắt. Hỡi đồng đạo trẻ già Nam Bắc, cùng ráng nên cảm Phật như đây. Tuy khó khăn lao lý dậy đầy, lòng cũng ráng dồi mài đạo đức, rồi sẽ được có chư tiên Phật dạy bảo cho mọi việc như đây. Tất hiểu ra nguyên trạng cõi này, khác nào mắt kéo mây được khỏi. Trong bùng lầy vượt ra mới dòi, đọa ráng siêu mới gọi Phật tiên. Muôn kiếp rồi trong giấc sầu miên, nay tình được thần tiên cũng phục. Mê thị dục chết trong thị dục, từ xưa nay quyển nhục bất tồn. Tìm chân thân mới gọi rằng khôn, đời tam giả chớ lòng tham hô. Trong trần chẳng sự chi không khổ, khổ mà không hưởng thọ lâu dài. Chẳng tỉnh ra còn muôn bám câu, muôn kiếp nữa vẫn sầu vẫn khổ. Ráng nghe kỹ Phật ngài dạy dỗ, tự giác xâm Phật nọ tức tâm. Mang gương màu nhận thấy sai lầm, lột gương sẽ trắng đen biết rõ. Vì thương chúng cạn lời to nhỏ, cố khuyên cho đời rõ Phật mang. Chữ tu hành hôm sớm tại gia, lo xong cả việc nhà việc đầu.
Nợ thế ráng trả đừng nên tàu, gây thiện nhân ác báo đầu sanh. Thẳng như nay gặp sự bất lành, do nghiệp trước tạo thành hung dữ. Lành tạo một dữ gây muôn sự, khó tránh qua được thứ hung tai. Không trả thời khuyên chớ nên dây, dây phải trả dù ai cũng thế. Sự quả bao nhàn tiền khó kể, sớm gây thì chiều trả lẽ làng. Là đời nay khắp cả địa hoàng, đâu cũng vẫn trong sàn lấp lừa. Hãy xét kỹ để mà tự sửa, lòng bận nhớ thường bữa ráng chùi. Lấy đạo mẫu làm sự an vui, chẳng vì khổ mà thôi đạo lý. Mai tôi cố nhớ lời Phật chỉ, dùng thần tâm bình trị xác phàm. Việc phải làm cố gắng lo làm, điều nên bỏ quyết tâm chừa bỏ. Buổi đầu tiên sự chi cũng khó, vượt qua rồi sẽ dễ dàng lần. Khuyên trẻ già cố gắng lập thân, kỳ thương phạt một lần này rốt. Xấu mấy cũng ráng làm cho tốt, mà sẽ có ngày cõi lốt phàm phu. Tu không thành Phật chẳng dạy tu, dạy tu ráng công phu tất đà. Chớ ngờ vật kệ cơ sai lạc, Phật không hề dối gạt thế gian. Cõi thế trần gian sự không màng, thì đâu có ý toán lợi dụng. Thấy dường thế nhiều điều kinh khủng, mi động lòng thương cất giọng réo kêu. Muốn cõi nạn thì hãy nghe theo, sớm biết đạo nạn nghèo sớm khỏi. Rất mong khắp xa gần nghe gọi, liền tỉnh ra rồi trỗi dậy ngay. Phát nguyện lành theo Phật Như Lai, gìn luật giới không ngày nào bỏ. Trao tria lòng đến khi sáng tỏ, rèn luyện tâm đúng độ từ bi. Bao nhiêu điều tà kiến mê si, rửa đến lúc vết tì sạch cả. Luôn tự chủ được trong lòng già, không để cho ai phá được mình. Việc làm nào cũng vẫn tính bình. Xét tột chỗ hứa nên phải trái, thà chết chẳng chịu làm việc sai. Nói làm theo bác ấy chân tu, gây thân yêu nguyện chẳng gây thù. Lợi sanh chung việc nào cũng thi, đem tương dụng thân con ngựa ý. Dùng chánh chân bình trị tà nhân, lòng sắt gan mưa nắng không sờn. Đạo muôn đắc cho thân chịu khổ, đi mau tất sẽ mau tới chỗ. Lớn mấy thường đẻo bộ cũng mòn,
Lỗi nhỏ không sửa mãi vẫn còn, ác lớn mấy chừa luôn sẽ hết. Biết thì liệu đừng chờ đến chết, một ngày qua là hết một ngày. Loại người không ai sống lâu dài, việc tu chớ hẹn mai hẹn mốt, nay gặp đau là cơ hội tốt. Hãy nắm ngày để vượt tự sanh, xưa có duyên nay gặp đạo lành. Kha sốt sẵn tu hành khuya sớm, nghe việc quấy trong lòng biết gốm. Sợ nó hơn sợ bớm sợ trong, tất nhiên điều quấy sẽ lận không. Phàm ra thánh ở trong lẽ ấy, cô phản tình bổn tâm sẽ thấy khác hơn tâm động đậy thương tình. Thế mới là gọi cái tâm linh, khuyên tất cả nhân sinh ráng kiếm châu ngọc ở trong đời rất hiếm. Thì thánh tâm kho kiếm cho nhiều, lăn lóc trần chẳng nhiễm một điều. Gương thiện đang để nếu muốn thờ, một phen này gỡ cho xong nợ. Ức triệu đời sao rỡ tuổi tên, khuyên thế trần hãy gắn cho nên. Ngày kết cuộc quá đền giáng bồi, đây thường lúc canh chạy tâm tối. Đức từ bi hiện tới bên mình, vẻ đoan nghiêm khắc kẻ phạm tình. Câu luận biện hơn nghìn thác đồ, sao trước vẫn một lòng cứu khổ. Từ xưa nay lo độ chúng sanh, gương tướng lành lời nói cũng lành. Thơm tho gấp muôn cành quá huệ, cảm ơn đức thành ra xa lệ. Phật rằng đời là bể con ơi, khắp chúng sanh lặng lội hết hơi. Rốt cuộc chết đuối nơi biển khổ, lòng càng lắm say mê ham hố. Càng thêm nhiều nỗi khổ nọ kia, chúng sanh luôn sống cạnh xa lìa. Ân ai mấy cũng chia đôi ngà, không ai được hoàn toàn thích thỏa. Hầu hết mang lắm lẽ ưu sầu, cái điều mà ai cũng bám câu là sắc dục có đâu bền chặt. Lúc thơ trẻ thì còn hương sắc, khi già rồi mất hết dung nhan. So sánh nào khác cánh hoa tàn, trôi trên nước nằm lăn trên lò. Từ cái đẹp khiến ai cũng ngó, rồi xấu đi không kẻ nào nhìn. Thế mà chưa dứt được ái tình, đeo đắm mãi đến lên vàng hòa. Chịu muôn nỗi cực hình đài đọa, kiếp này qua kế cả kiếp sau. Con ơi nhìn thấy cảnh trần lao, lòng Phật rất đớn đau vô hạn. Dù có phép biến ra muôn tràng, nghiệp phàm không cứu đặng ơi con.
con khá vịnh vẹn tâm lầm son, đem đạo pháp chiều lòn dắt chung. Đây nghe Phật khiến lòng bùng rùng, đời không nghe Phật cũng dần thương. Nếu chẳng lòng từ ái muôn vườn, chắc ngồi mãi Tây Phương không xuống. Thật là tâm gương lành đáng chuộng, lòng của đây đã nguyện học theo Phật rằng con mắt có lòng nhiều, chính con chẳng khi nào trông thấy. Việc trước mắt còn như thế ấy, huống chi lưng khó thay ơi con. Mỗi ngày qua tuổi sống mỏi mòn, tham cho mấy cũng trong số màng. Muôn việc đời vẫn là hữu hạn, từ xưa nay không đặng trường miên. Nay sắp gần đến cuộc biến thiên, sự ngăn ngủi càng thêm ngăn ngủi. Con ơi chớ ngồi trong đời cuối, phải lo đường phước tội cho xong. Cửa Phật đài mở rộng minh mông, vào sớm được sớm không tai hòa. Phép Phật coi vô biên màu lạ, ngài chung quy búa cả trận hoàng. Kẻ lành duyên như ở lòng bàn, ma quái chẳng tràn lan nhiều hài. Con thường nghe đến câu thương hại, nhưng con chưa được thấy lần nào. Ngày gần đây thương hải ra sao, con sẽ được trông vào tận mắt. Những người được đáo màu chân đất, không cánh mà bay khắp không trung. Hội phong thần diễn lại tứ tung, xiển hay triệt sẽ trông thấy rõ. Con ơi Phật tại sao bày tỏ, vì thương con mới ngỏ đuôi đầu. Con ha nghe rồi sớm lo âu, vừa tu phận vừa tu cho chung. Nghe Phật thuyết như đèn đang lùng, mà được dầu chấm đụng cháy lên. Cùng hai tay thể chẳng hề quên, ráng tu niệm để đền ơn đức. Phật nhiêu mài hào quang sáng rực, trong hào quang muôn Phật hiện ra. Kể rằng cây một chỗ muôn hoa, giống Bồ Tát thật là giống quy. Đây trông thấy hào quang kỳ bí, càng phát tâm đạo lý thêm hơn. Dù muốn đau phủ chẳng mẹ khẩn, quyết noi đúng tấm gương Đức Phật. Chừng nào được cứu an vạn vật, đây mới là chịu dứt chuyển thân. Còn khổ đau một kẻ trên trần, đây còn phải lao thân khắp chung. Nguyện cứu thế dù thân khốn đốn, cũng xem thường chẳng núng nao lầm. Hiện thân đây đã lắm cay nồng, ở đất khách lòng đông nhiều nồi. Khi thiếu bữa đậu bù tóc rối, lúc thận thơ vì tôi trống trơn.
thân ốm gầy thêm bệnh lần khân, thiếu ăn uống thiếu luôn than thuốc. Rất cảm ơn trẻ già trong nước giúp cho đây những lúc nghèo nàn, khiến xác phàm được sự ổn an. Để lo việc mở đàn đạo đức, người trong nước nghe lời khuyên dứt, ráng lo tu chớ lúc nào ngừng. Đừng ngồi chờ khi nước đến chân mới lo nhảy ắt không thể kịp. Lời Phật đã khuyên đây liên tiếp, ý muốn đây mau kịp truyền ra, khiến trong đời lớn nhỏ trẻ già lo tu gấp để mà diệt khổ. Khuyên hãy nhớ ghi lời thầy tổ, ráng lo làm cho có phước duyên, sự mau lâu cũng chớ nải phiền. Phải chờ đợi có liền sao được, một việc xuôi mà muôn việc ngược, không những năng sao được thành công. Trẻ già trong nước chịu cay nồng, đây hải ngoại nào không chua chát. Lòng nguyện một đường tu giải thoát, dù sao sao chớ lạc đừng phai. Giờ khổ lao chỉ chịu một ngày, sao khoái lạc hướng hoài muôn thuở. Chắc như thế dặn lòng khá nhớ, nhìn ở phàm để ở thánh tiên. Đâu giả duyên đâu mới thật duyên, lập lửa kỳ lấy nên một cây. Quyền lớn nhỏ từ trai chỉ gái, thân phàm không tồn tại đừng mê. Nơi nhà xưa cảnh cũ nhớ về, bạn đang ngóng mẹ cha đang đợi. Khó mấy cũng ráng về cho tới, gặp gỡ nhau một hồi này thôi. Nếu chẳng chờ để trễ qua rồi, ắt sao trải muôn đời khó gặp. Ráng lo tu hãy tu gấp gấp, cho kịp ngày Phật lập hội tràng. Được ghi tên son tại bán vàng, quy qua sánh hơn ngàn của thế. Đạo nhân ráng gìn câu hiếu đệ, phải thờ cha kính mẹ trọn niềm. Mì ân sanh thành từ cổ chi kim, là ân nặng phải đền cho vẹn. Việc non nước cũng đừng để thèn, lo đỡ nâng những đoạn nguy nạn, làm những điều nước thạnh dân an. Tranh hẳn việc nước loạn dân khổ, lấy đạo đức ra mà bồi bổ. Nghĩ việc chung chớ có nghĩ riêng, trọng nghĩa hơn là trọng bạc tiền. Sửa nhân cách trở nên quân tử, lúc nào cũng có lòng tha thứ. Việc ở đời cư xử công bằng, cho đến như lời lẽ nói năng, cũng gìn được dịu dàng êm ái. Lời nói rồi khó mong hút lại, phải cần nên suy nghĩ kỹ càng.
Một lời ra mà vạn sự an, nửa câu nói tan hoang sự nghiệp. Nước đổ rồi hút sao cho kịp, lời quay ra khi biết muộn màng. Lời nói mà được phước muôn vàng, cũng lời nói tội mang vô số. Nói lựa lời và ngồi lựa chỗ, cách ở ăn của kẻ tu hành. Khuyên quê nhà lớn nhỏ xét rành, đừng bà nói bà làm vô lý. Ráng thiền định để cho mở trí, đối việc chỉ cũng thấy tận nguồn. Mắt đừng cho bị sắc làm cuồng. Sự mở đóng phải luôn chặt chẽ, tay cũng chớ để mê lời lẽ. Âm thanh không uống bẻ được lòng, trong tâm hồn dình một chữ không. Không các việc của trần đeo đâm, lời Phật dạy sớm khuya suy gẫm. So việc làm mình đặng hay chưa, sự đáng chừa khó mấy cũng chừa. Vật phải bỏ đang ưa cũng bỏ, trao tria lòng như gương sáng tỏ. Xoay muôn hình chẳng có nhiều hình, ráng cho tâm sớm được tịnh bình. Tâm mây sẽ màu linh trở lại, muôn việc bởi tại mình làm sai. Mới làm cho mờ cái bổn tâm, biết sửa ra trở lại quyền thâm. Tròn sáng tở trăng rằm một thứ, trong giả sự ráng tìm thật sự. Nơi quyền thân có thứ chân thân, lúc sớm khuya lóng lặng tinh thần. Mây không án trời trăng hiện rò, tâm ô nhiễm việc đời dứt bỏ. Ánh quyền quang chiêu tỏ liền khi, nỡ thế còn bận một điều gì. Là còn nghiệp mê si che phủ, người tu niệm phải cần tự chủ. Không nghe lời quyến rũ tà tâm, bất cứ khi đi đứng ngồi nằm. Mà đều thấy rõ trong tâm mọi việc, việc của mình chính mình phải biết. Nên cùng hư mọi việc đều thông, chẳng khi nào bất giác nơi lòng. Được như thế sẽ không phạm tội. Sự lầm lỗi thường sanh lúc rối, bình tĩnh luôn bất nổi lạc sai. Ánh đạo màu muốn được mở khai, tâm tánh phải hôm mai bình tĩnh. Lúc nào cũng vẫn lòng nên nhìn, nhìn tiếng đời nhìn tánh muốn ham. Nhìn thói quen theo lối tục phàm, mới nhìn cay đắng khi làm đạo đức. Nhìn cho được lúc người chọc tức, nhìn những điều thử thách của đời. Nhìn chừng nào khỏi nhìn mới thôi, lúc còn phải nhìn thời ráng nhìn. Nhìn càng mạnh nghiệp càng không dính, sức nhận nhiều sớm định tâm nhiều. Dục ý dù lớn mấy cũng tiêu, ráng nhịn được những điều khó nhìn. Thân
thân còn tạm huống gì chung định, vật trên đời đâu đặng dài lâu. Vì mến yêu mà phải ưu sầu, xưa đã thế nay đâu khác được. Hãy nhìn thẳng tâm gương kẻ trước, danh lợi bao tình dục vườn bao. Đến nay đâu tồn tại người nào, người và vật đều tiêu mất cả. Ham muốn ấy chỉ gây khổ quá, hết đời này vẫn cả đời kia. Kiếp rồi mê, kiếp tới cũng mê, cứ như thế không hề dứt khổ. Mắt từ bi xem qua các chỗ, coi thế gian đâu đó như nhau. Được tỉnh ra có mấy ai nào, còn sai gục biết bao nhiêu kẻ. Nay được có Phật khuyên đủ lẽ, ráng tưởng tin mạnh mẽ lo tu. Đừng đem lòng mê muội dại ngu, vui ngồi mãi trong tù đến chết. Hãy cương quyết sự đời bỏ hết, tìm ra câu bất diệt bất sanh. Có chân nhân mở dạy điều lành, làm theo ắt quả thành công tựu. Lời vàng ngọc vốn là hy hữu, nếu bỏ qua muôn thở khó tìm. Chúng sanh nay như kẻ sắp chìm, có người đến giấc lên rang năm. Tiên giảng kể rất cao xa lắm, không xét suy khó đặng hiểu rành. Khuyên bà già các giới tu hành, lầm một nghĩa uổng sanh một kiếp. Hiểu cho đúng rồi hành mới kịp, không bệnh tâm khó biết tận nơi. Một khi người thấy mối được rồi, rồi mấy cũng lần hồi gỡ được. Nhớ càng xét rõ ràng sao trước, lời đây khuyên có thật hay chăng. Ngoài những cơn giấc ngủ mơ màng, còn trực tiếp lời vàng chỉ bảo, được nhuần thấm mọi lời Phật giáo. Không bao giờ dối xảo một ai, vâng theo lời của Phật chỉ bày, khuyên nhắc lại những ai chưa tình. Ráng lo tu chớ nên lơ lĩnh, ngày gần đây Phật đến chứng minh. Đủ phước duyên một tiếng vang thinh, được mở cả chân linh viên màng. Còn có biết bao nhiêu giai đoạn, cảnh nổi chìm lên xuống gai go. Biết mất còn thì hãy mau lo, liệu cho khỏi chìm xa tận đây. Trên mặt biển có thuyền đang lay. Phật Quán Âm Nam Hải Phổ Đà, chất thuyền từ lo cứu ba gia. Khuyên trai gái trẻ già ráng lội, dù nặng mấy ráng chọi cho nổi. Phật Ngài không hề bội người lành, lần này mà chẳng được siêu sanh. Biết bao thuở mới thành được đạo, đây cũng bởi vì câu Phật giáo. Tạm nương thân hải đạo phù tan,
biết bao điều gai trở gian nan, vẫn cương quyết rêu vang đạo đức. Buổi đầu tiên khó khăn mấy bực, lòng vẫn vui không chút chối từ. Cố đem lời Phật Pháp chân như, làm cho khắp mọi người được cảm. Khi tiếng kệ được nhiều kẻ làm, thân đây như bị cán bị dần. Từ thị thành đến chốn thôn lân, chỗ nào cũng chen chân đến cả. Quán rượu chè đến trò đi tha, không nơi nào chẳng để bước qua. Lòng muốn sao khắp hết người ta, trong trần tục chẳng xa đắm tục. Lòng luôn biết tầm trong lãnh đục, chẳng chiều theo lòng dục bất minh. Lấy luật nghi làm thước đo mình, khi thấy sai biết kính lo sửa. Việc lớn lao không xong một bữa, cố gắng luôn đến thuở một mai. Chừng nào chừa sạch các tà tay, mới vui chịu ngồi ngay tỏa vị. Mỗi đêm thanh mỗi nhuận chân lý, lời Phật Ngài thủ thị bên tai. Đâu thanh căn đâu chốn phàm thai, từ nước bước đường đi chỉ rõ. Ân đức ấy lớn lao khó tả, lòng hằng ghi bao thuở nào quên. Dù tan xương nát thịt nguyện đền, không vẹn cả cũng nên đôi chút. Rất mong khắp người lo chưởng phước, để gọi nhuận ân đức Phật ban. Phật chẳng vui gần kẻ hung tàn, hung tàn khó bước sang đất Phật. Hiện tại chẳng được lời cơ mật, như bệnh nguy không gặp thuốc linh. Mạng cắn kia như sợi chỉ mạnh, an có một mà nghìn nguy kịch. Việc nhân ai ráng lo trường tích, các hung tàn bỏ hết chớ đeo. Thì chẳng lo vướng sự nguy nghèo, mọi việc được ý theo nguyện ước. Đời đến lúc dậy trời chói nước, có chưa thần hộ được an thân. Lo trước đi chứ đợi đến gần, nói thì có chẳng không rang nhớ. Nơi xa ngàn lòng lo chẳng hở, e quê nhà lớn nhỏ quên tu. Bị màu mè vắng vật làm mù, nỡ quên hết những câu đạo lý. Nên đây kể lại lời quyền bi, gửi về cho thành thị thôn quê, nhắc nhở người còn giấc say mê. Mau tỉnh dậy lo bề Phật giáo, trên cùng dưới dịnh câu hòa hảo. Biết thương nhau cơm áo sất chia, khuyến khích nhau đạo đức trao tia. Cho cửa Phật thêm bề sáng sủa, mây lành được khắp nơi bay tủa. Lưới thân yêu được búa cũng trời, ai trong qua cũng phải nức lời. Rằng không đạo là đời vô vị,
Lời đây nhắc sớm suy xét kỹ, rồi tự lo tu trị lấy thân. Ngày gần đây có ánh tường vân, che phủ khắp xa gần mát mẻ. Cùng nhau sẽ được hồi vui vẻ, giữa đây cùng già trẻ gặp nhau. Sự vui mừng hớn hở lúc nào, được thỏa giả khát khao mong mỏi. Nhớ rèn luyện đức tin cứng cỏi, đừng để thua các loại ma vương. Giữa trận đời đủ chí can cường, đem hết sức tả xong hữu đục. Tà mạnh mấy vẫn luôn thắng phục, không để cho một lúc nào thua. Đẹp lòng thầy y tớ cũng vừa, đôi sách sử ngày xưa đâu thèn. Màn bí mật non đài khi viên, kẻ lành tâm sẽ đến mà xem. Ngọc muôn màu kết tuổi làm rèm, lầu vạn nóc ngước xem mọi mắt. Hương vô tận bái thơm nồng nặc, gót thần tiên nện khắp gần xa. Nơi đâu mà chẳng có muôn hoa, trên hoa có hằng hà Đức Phật. Cảnh báo uy ngay trên quả đất, đâu xa xôi nhân vật chớ ngờ. Nay ráng tu sao được hưởng nhờ, nên nhớ rõ lời cơ nói trước. Có trồng tức có ngày ăn được, làm ân thì được phước khỏi nghi. Ráng tin theo lời đức từ bi, sẽ toại nguyện chớ nghi lầm là. Đây thường được tai nghe đích xác, gạn hỏi điều đâu thật đâu hư. Phép nhiệm màu của đấng chân như, cũng được thấy nhiều khi tận mắt. Trong cảnh mộng và nơi cảnh thật, được bàn tay Đức Phật chỉ cho. Giọt cam lồ dịu ngọt thơm tho, được Đức Phật rưới cho nhiều lượt. Đồng tánh nước công năng khác nước, có sức làm tan được bệnh phàm. Bao nhiêu điều tập nhiễm muôn hàm, cũng nhờ Phật khéo làm dứt được. Đã cảm đức từ bao kiếp trước, nay còn thêm chồng chất ân sâu. Trải muôn đời không thể quên đâu, vẫn ghi nhớ lo âu đền trả. Không vui muốn riêng mình đắc quả, luôn muốn cho khắp cả đảo thành. Ngày năm châu thế giới tan tành, được chư Phật độ sanh độ từ. Lao với khổ ngày kia đủ thứ, có muôn loài thú dữ hiện ra. Làm hiền lành nhân đức ôn hòa, sẽ có Phật tiên ra cứu giúp. Còn chi hải kinh hơn đất sụp, không chỗ nào để núp cho an. Cũng chẳng chia bằng cuộc núi tan, đã đâu cũng bay văng tới cả.
chẳng thế thôi còn thêm phát quả. Nhà ngói hay nhà lá cũng tiêu, nếu không nhờ Phật độ ít nhiều, giàu nghèo cũng tiêu theo mây khói. Vì lẽ đó nên đây mới gọi việc không ngỡ đâu mọi lời khuyên. Khuyên những câu của Phật điểm truyền, chợ đâu có tự quyền la ó. Xin ba tánh thập phương xét rõ, ở quê nhà lớn nhỏ suy rành. Nếu lời đây chánh đáng ráng hành, thì cố tu nếu chẳng thành đây đọa. Lời đây nói đã lừa lọc cả, không đụng đâu bừa bả tung ngang. Chớ lòng ngờ hãy ráng lo toan, đạo đắc của trần gian khó sanh. Bỏ đường tà tìm về nẻo chánh, của thế gian quyết lánh không cần. Lòng vẫn vui chịu khổ một thân, để cho khắp vạn dân được phúc. Sống cảnh sống hòa bình phu túc, người lạ quen đều biết thương nhau. Không một ai vui thu máu đào, sự giặc giả lúc nào cũng tranh. Lợi cho mình hại người quyết lánh, thoái phàm phu tranh cảnh dân không. Chữ từ bi đầy ngập nơi lòng, lấy mắt mẹ hiền trong nhân loài. Thương người quyết giúp ra khổ hài, thân lốc lăng thế mấy không nao. Dù phải sống giữa trận súng đau, cũng chẳng quản miệng sao cứu thế. Lòng hy sinh cho đời khó kể, dù sao sao cũng để lòng thương. Sự quý riêng mấy cũng vui nhường, dù con vợ cũng luôn bố thí. Miệng khắp chung khỏi nơi sầu mì, riêng thân đâu màng nghĩ chi chi. Khuyên quê nhà lớn nhỏ khác suy, đừng dối phụ từ bi hữu tâm. Ngài lập hội sắp gần bên cạnh, ráng giữ cho đức hạnh sâu dày. Tất nhiên là gặp mặt tổ thầy, danh trò đáng tiếng thầy cũng tốt. Nên ghi nhớ những lời Phật tốt, từ chân tâm nói tốt đến ngoài. Chẳng nghe theo đến lúc nàng tay, hối hận mấy cũng hoài công càng. Nay hiểu được phải cần sức ráng, đừng nại chi ngày tháng mau lâu. Bị ép đè cùng ráng cất đầu, chớ hèn yếu trước câu thắng bài. Theo như lời Phật Ngài đã dạy, phải giàu lòng nhân nại kiên trì.
sẽ thắng qua tất cả khốn nguy, và làm mọi việc chi cũng được. Khuyên đồng đạo xa gần trong nước, điều ấy nên cương quyết làm theo. Lòng tâm trần đến lúc trong veo, bận đời chẳng còn đeo một mày. Mắt với tay cả hai chánh đại, phân biệt rành sự thấy với nghe. Mạo đời dù muôn sắc lập lòe, cũng không thể án che được mắt. Đường công chung quỷ không thể dắt, cửa Phật môn son sắc một lòng. Việc ác gian tất cả đều không, sự lương thiện rặt rồng một niềm. Phật Ngài báo rằng tâm vọng nhiễm là nguyên nhân luân chuyển trong đời. Bị vọng tâm nên mới đổi dời, sao căn buộc mang nơi tà khúc. Sông dậy khiên biển trong quá đục, tâm vọng làm tánh Phật lu mờ. Chúng sanh xưa nay lạc bến bờ, gió tâm vọng làm mờ chánh kiên. Từ tâm vọng mọi điều chuyển biến, thanh hóa phàm nhận quyển làm chân. Mất hẳn lòng bác ái từ nhân, chỉ lo lấy riêng thân thỏa mãn. Việc chi cũng cứ làm mù quáng, không biết đâu chánh đáng đâu tàn. Việc mình làm để kẻ thiết tha, lợi một kẻ hại ra muôn màng. Trơ mắt ngó những người khổ nạn, chẳng giúp còn cay đắng đủ điều. Có tước quyền lên mặt hành kiêu, được phu quy lắm điều phách lối. Kẻ nghèo khó đầu bù tóc rối, cơm không no áo gói chẳng lành. Nhà dột xem thấu tận trời xanh, con vợ đói đau lên đau xuống. Kẻ giàu có nhiều tiền lắm ruộng, người quyền oai hầu hỏng lớn to. Cũng nên lòng thương xót giúp cho, chớ ngồi đó bó bó giữ cùa. Quyền một lúc còn giàu muốn thở, không lâu dài chớ có hẹp hòi. Mở mắt ra cho lớn mà coi, xe trước sụp xe sau phải tranh. Ráng mở lòng thương yêu ba tánh, bố thí cho kẻ cảnh bận cùng. Và gặp khi người bị lao lung, hãy ra sức đỡ nâng cứu vớt. Phật bảo rằng có tâm chia sớt, với lòng hay cứu vớt người ta. Ấy là lòng của các Phật Đà, kẻ được thế tất là thành Phật.
tâm mây nếu lòng không chưa chất, chẳng bao giờ khỏi cuộc luân hồi. Cả chúng sanh nơi cõi trần đời, thiếu tâm ấy mới dồn dập nàng. Giết hại nhau biết bao nhiêu đoàn, cũng là do cơ bản ấy ra. Vậy khắp người trong cõi ta bà, muôn hết khổ phải là chia sớt. Thương lẫn nhau tận tâm cứu vớt, thì khổ nạn sẽ bớt được ngay. Và lần hồi khắp cõi trần ai, không còn một nạn tai nào cả. Trời thanh tịnh lòng người hòa nhã, khắp năm châu thông thả an vui. Một chữ hòa mọi việc xong xuôi, đâu còn có nách mùi bốn đàn. Người không hòa riêng mình cũng ráng, làm sao cho nên đặng sự hòa. Một hộp mà khéo râm gieo ra, tất sẽ được đầy đà muôn màu. Tuy khăn khó biết lo kết cấu, việc sẽ nên chớ có nghi ngờ. Lời đây khuyên ba tánh chớ ngơ, ráng chịu khó xét cho nhiều bằng. Phật dạy rằng nếu lòng thành khẩn, có Phật ban cho sớm huệ khai. Việc khó gì cũng được hiểu ngay, ráng lễ bái đông tây nam bắc. Nếu chẳng tiện ở ngoài hình thức, nhớ trong tâm không dứt khẩn cầu. Phật bên mình chẳng có xa đâu, thành tâm mắt mau lâu cũng gặp. Gặp được rồi vàng thôi lót khắp, cũng không sao đôi đáp cho bằng. Quý hết còn lời lẽ nói năng, tâm chỉ có lấy tâm để hiểu. Khuyên hãy ráng hành cho đúng điều, quả khi mùi đạo liệu bởi ai. Đây chẳng bao giờ dám nói sai, xin chạm giả chiều mai lo liều. Quả cao thấp vô công đa thiểu, huệ chậm mau tại khiếu tình không. Chớ trách thầy tổ ở bất công, tình ít bữa sau không phát huệ. Một ngày tốt mà muốn ngày tệ, mà muốn cho phát huệ làm sao. Phải bình tâm bất luận lúc nào, mới có thể chiếu hào quang được. Hãy nghe kỹ lời đây nói trước, một mãi đời còn buộc nơi thân. Thì khó mong đạo huệ mọc mầm, cho nên phải trong tâm cho sạch. Phải cương quyết lọc lừa đủ cách, làm sao cho dứt hết dòng tâm. Phát lộ ra hay sự ngấm ngầm, mày cũng đều dứt cho tâm thật tình.
Phật ngày đêm dùng chân ngọc đinh, xoay khắp nơi tìm tánh con dân. Kẻ thật lòng dứt nở trần dương, thì sẽ có đủ phương ban bố, giúp cho khỏi nghiệp trần tay khổ, ban phép màu khỏi chỗ tay ba. Dù cho muôn ngàn phép yêu mang, cũng không thể nào mà hái được. Thật chân tu thật người chướng phước, tất thần khâm quy phục hẳn nhiên. Chớ nghi ngờ làm trí đạo điên, lời đây nói do tiên Phật nói. Ráng nghe kỹ lời đây kêu gọi, giờ phút này tiên nói thiết tha. Không phải vì đôi một người ta, mà vì cả vạn gia ba tánh. Muốn ai cũng được qua khổ cảnh, nên đây dùng lời thánh kêu vang. Biết rằng nguy thì sớm lo toan, bằng cho sự tâm thường mặc y. Ngài tấn diệt trên đài Phật ký, đừng trách đây chẳng nghĩ đến ai. Đây vì lòng thương khắp gái trai, mà từ trước đến nay chịu khổ. Trong đất nước biết bao ai ố, nơi xứ người đủ chỗ gian lao. Chịu lóc lăn trăm sắc ngàn màu, thân còn kể làm sao hết được. Xác này khác nào như dòng nước, chiều quanh co mấy khúc vẫn thường. Miệng ruộng đồng nhân vật an khương, thân xa kể nắng sương mưa gió. Tấm lòng này từ xưa đã có, nào phải nay mới ngỏ ra đâu. Ước mong rằng sanh chúng năm châu, được biết sớm kẻo lâu buồn bực. Hãy xét kỹ chớ đừng ngờ vực, lời của đây do Đức Thế Tôn mỗi đêm thầm nói dòng ông tồn. Giải rõ việc đâu phạm đâu thanh, nước mắt rơi vì thương Phật tánh. Khác xa hơn tưởng định phàm phu, thương mạng người chẳng phải thương xu. Tâm đức ngay lớn thua trời đất, trước mặt đây đã xem sự thật. Gương từ bi với sức diệu quyền, ôi khó lường được phép Phật tiên. Có đủ cách biến quyền sâu thầm, nếu tin đây lo tu chấm bầm, sẽ được từ bi chấm chẳng không. Lời đây khuyên chẳng phải tự lòng, nên tin chắc ráng xong đạo lý. Từ nay đến ngày hồi cứu vị, phải dày công lập chi cứu dân. Chịu khó khăn qua cuộc bạo tận, rồi sẽ gặp thánh nhân truyền qua.
được một lời mở thông đạo cả, cũng như đèn đem cho hang sâu. Sự tối tâm muôn thuở xưa lâu, cũng bừng sáng ngày mau tức khắc. Màu nhiệm thay đạo khi được đắc, sáng tỏ không còn sức nào bì. Rất lành thay đạo của từ bi, vì sanh chúng quyền phi đủ cách. Chúng không khổ được mau ly tách, nhờ Phật Ngài khéo vạch lối ra. Nhược bằng không khó tránh yêu ma, và sẽ chẳng mong ra khỏi khổ. Ơi dương thế ráng suy tột chỗ, rồi lo tu chớ có chẳng chờ. Đời thường hay một chút hững hờ, mà sao chịu thất cơ muôn lúc. Khá bình chắc xin đừng để xúc, ngày gần đây có đức Như Lai. Xuống tại trần qua đủ gây trai, cứu trần thế khỏi tay quả khổ. Đừng bỡ ngỡ ráng bay về ổ, mẹ ấp yêu con đỏ ấm lành. Nửa đường duyên dứt sợi tơ mình, ấy là trẻ tử mình thắt cổ. Ráng mà nghe lời xưa dạy dỗ, hễ ở trần là khổ chớ quên. Một phen này đạo quả chẳng nên, sau này chẳng còn tìm sao gặp. Nên gắng chí tu hành cho gấp, ngày đổi thay trời đất không xa. Hữu tâm tu hữu niệm Di Đà, sẽ ngồi được chính tòa sen bao. Hào quang tịnh cực kỳ diệu hảo, mây lành che khắp đạo nhân thân. Được Phật Ngài cho thấy lắm lần, lòng cảm kích chưa từng có được. Bản tục trần trôi theo dòng nước, mình ngọc trong sáng suốt mịn màng. Tâm khoái lạc nào bằng tâm ấy, ơi già trẻ quê nhà nghe đây. Ráng trao tria cho quê chẳng còn, màu không thua màu của sắc son. Được vậy chẳng hổ con nhà Phật, lòng mong ước sẽ nên sự thật. Dù sự chi Đức Phật cũng cho, chữ thành lòng có được chẳng lo. Đạo nên chẳng đều do nó cả. Hỡi lớn nhỏ bắc nam để già, không cố tâm việc nhỏ cũng hư. Phải giữ lòng một chữ nhất như, thì vạn sự đều như ý nguyện. Vì ngại cuộc ba đạo vận chuyển, nơi quê nhà như kiến nước lên. Cảnh âu sầu ngập cả muôn đền, vô số kể thế tình bối rối.
nên đây mới kêu lên gian dội để người trong quê nổi gắn thêm thức lòng rằng thế sự chưa em đạo cần phải lo thêm mới được. Không để một phút nào suy nhược, tỉnh mắt tai tỉnh được cõi lòng. Chẳng sự chỉ làm trí cuồng ngông, lúc nào cũng quán thông các việc. Lìa sanh tử ấy là sự thiệt, còn luân hồi là việc dối ma. Cứ thế mà suy nghiệm rộng ra, sẽ ra khỏi ta bà khổ hài. Phật rằng các việc do nghiệp ấy kéo chúng sanh vào các lao lung. Nghiệp ấy không không cảnh hãi hùng, rang tranh nó thì xong các việc, vừa chân lý vừa là siêu việt. Đang kính thay lời Phật nói ra, nhớ để lòng hỡi bới chư gia. Ngày kết cuộc thiết tha khỏi vương, đây chẳng dám một lời nói bướng, và đây không hề muốn nói khoe. Lời Phật ngài đây đã được nghe, chỉ truyền lại không hề dụ dỗ. Đây đã trót thể câu cứu độ, dù sao sao chẳng bỏ nhân sanh. Cứ khuyên hoài bất kể khách canh, mặc dù xác đang nằm giường bình, miệng cho khắp người đều thức tình. Chịu lóc lăng mấy cũng vẫn cười, lời hảo hòa vẽ mặt vui tươi, đến đâu cũng gieo lời đạo đức. Tình riêng mình mà người chưa thức, lòng từ bi chẳng chút nào vui. Giữa mình cùng với khắp mọi người, đồng giác ngộ mới rồi bổn nguyện. Có lắm đêm ngồi như kẻ nghiện, nghĩ nhân sanh nhớ đến quê nhà. Muốn làm sao giữa kẻ cùng ta, đồng thờ một Thích Ca Phật giáo. Dình chân ly ở ăn đúng đầu, không một ai lừa đảo một ai. Biết giúp dùa sức lực tiền tài, chẳng ai nỡ nhiếc xài ai cả. Trên cùng dưới dân quan nhất già, đồng hưng lo đảo cả nhiễm màu. Sự thu hèm các việc đâu đâu, đều dẹp gác dình câu hòa hào. Không ai muốn dở trò gươm giáo, lấy lời lành giải bao lần nhau. Thấy bận hàng lòng biết xót đau, gặp kẻ nạn liền mau cứu vớt. Biết liên kết với lòng chia sớt, từ miếng ăn tấm mặt cho nhau. Thật đúng niềm cốt nhục đồng bào, tự tay chẳng nỡ nào cắt ruột.
Từ nay đến màn đời rốt cuộc, mong trẻ già ở được như vậy. Thì tự nhiên hòa hảo liên dây, tiếng lành được bố đầy khắp chỗ. Chẳng ai dám đem lời hèm ố, gương từ bi xoáy tỏa năm châu. Đây ngày đêm không ngất khẩn cầu, cho sớm được thành câu nguyện ấy. Nơi hải ngoại mượn lời trong giấy, gửi về nhà nhắc lại gần xa. Ráng tu hành đừng có bê tha, chậm một phút uổng qua một phút. Việc khi đến đến ngày một lúc, khắp người đều hoảng hốt thần cơ. Mau lo toàn chớ có chẳng chờ, đợi đến việc u ớ sao kịp. Một ngày tu cứu an muôn kiếp, có mấy khi gặp dịp này đâu. Khuyên trẻ già hãy ráng lo âu, đừng đợi lúc quan khâu mới hôi. Phật ngài đã chỉ rành manh mối, theo đó thì đường lối chẳng sai. Ngài bảo rằng gốc tốt cây, lớn đức độ lớn ngôi quả vị. Quả vị lớn dễ thâu chúng quỷ, một lời ra dường thể sấm vang. Lũ côn đồ với thứ ngộ ngang, thải đều phải tim gan khủng khiếp. Quái sư tử thú nào sánh kịp, nơi rừng xanh làm khiếp các loài. Lấy lời đây rồi nghiệm thử coi, đức độ có lực oai bao lớn. Nói sự thật nào đâu nói bận, ráng mà lo tinh tấn tu hiền. Cho có hoài có đức siêu nhiên, ngày kết của Phật tiên tỏ gì. Lòng mong ước giờ đây mới nghĩ, nỗi mừng vui biết lấy chi đó. Đây đã cùng già trẻ hẹn hò, đồng giải thoát đồng quy bỉ ngàn. Sự vui khổ sắc chia từ đoàn, không hề riêng sung sướng một thân. Gặp khó khăn đưa lại bao lần, ý chí vẫn yêu vẫn như một. Đây dầu chẳng một lời nào thốt, tưởng trẻ già rõ biết lòng đây. Mong đợi ngày nước gió thuận xoay, cùng già trẻ đó đây hiệp mặt. Ngày nào còn chia đôi Nam Bắc, ruột còn đau như cắt mấy khoanh. Không hòa nhau thì giả đâu đành, hòa nhau mới phỉ tình trong ngông. Nơi hải ngoại đâu vì riêng sông, mà vì câu nhất thống đạo đời. Hỡi anh em lớn nhỏ khắp nơi, xin ráng hiểu rõ lời đây nói. Từ tâm não đưa ra tiếng gọi,
đau vườn bao mong mỏi vườn bao, chịu xét suy sẽ hiểu thế nào. Đừng ngỡ mặt cho đau giả đây, tu là chiếc thuyền qua khổ hài. Khá biết thân hiện tại thế nào, quanh mình muôn ngàn sự khổ đau. Đâu khác kẻ tù lao câm cô, càng ở lâu thân càng thêm khổ. Hãy mau mau tìm ngõ trốn ra, có mẹ cha trong đợi nơi nhà. Cả bản tác cũng là chờ ngông, nghe chuông lành tỉnh rồi giấc mộng. Trở thật nhiên chớ sống mơ màng, chuyện vơi luân khắp cõi trần hoàng. Không ngừng dứt như làn mây khói, tự xét hiểu không cần phải nói. Nghe nói càng nên hối trong lòng, Phật rằng lo đưa nhỏ bờ sông, chỉ có một lo trần gấp bồi. Đứa nhỏ té còn mong cứu nổi, trần lắm rồi khó cõi cho ra. Tỉnh được thì ráng tỉnh mới là, trước sau cũng phải ra khỏi tục. Cõi tạm lấy tạm luôn thể nhục, còn chi đâu trì trục nhây nhưa. Cuộc đau đầu không sớm thì trưa, vạn sự chỉ còn chờ tiếng nổ. Thuyền sắp đắm còn lo ấy ô, chẳng tìm phao để có thoát thân. Thấy ba già chẳng xét xa gần, khiến đây bắt thêm phần đau đớn. Sao cứ mãi chân hài chân hấn, không chịu lo quy thống ấy một nguồn. Nếu hiệp nhau lợi gỡ rối cuồng, cuồng rối mây cũng xuống lại được. Nghe cho kỹ lời đây nói trước, việc mình không lo được người lo. Bị chia ba chia bốn nát kho, giữ phòng trước kẻo đò khỏi bên. Làm đạo đức cho muôn người mến, nói pháp lành cảm đến mười phương. Vì đạo màu vì cả quê hương, đem hết sức lo lường không chán. Ruộng đồng chừng hết khi khô cạn, sức tưới tăng mới giảm mới ngừng. Chớ ngã lầm trong lúc nửa chừng, quá gần chỗ khuyên đừng nhôm gốc. Ba nghiệp của thân lo dứt nọc, mười ác chừa sống được đăng tiên. Phật dạy tu với nghĩa làm hiền, không dạy giữ chớ chuyên y quay. Bị sáu trận ngày đêm xô đẩy, khiến phàm tâm thay máy luôn luôn. Mới phục rồi cái nọ vừa buông, cái lại bị vướng luôn cái khác. Cứ theo điệu tay buông tay bắt, muôn nợ duyên thắt chặt vào lòng. Luân lạc hoài không kiếp nào xong,
cảnh khổ nói mãi không hề dứt. Vạn sự đời đi theo cái chết, ai lại không được biết điều này? Sao không lo dứt các cái oan dây, để cho kiếp khỏi gây ra nữa? Cõi trần tục dậy đầy nước lửa, đâu bì nơi cõi ở khác xa. Không ai đau cũng chẳng ai già, sự chết chóc hẳn là không có. Làm nhân đức để sanh qua đó, hưởng dài lâu vô số vô biên. Bao nhiêu điều túc trái hoàng khiên, được sạch cả không phiền rối nữa. Ráng phen này tận tâm tu sửa, ngày thành công là thuở vinh quang. Hiện tại đều phú quý hiển vang, đâu sánh kịp ngày sang Phật quốc. Châu bao lót đầy trên mặt đất, không khổ lao bệnh tật nạn tai. Sạch hết lòng phân biệt gái trai, người nào cũng lòng ngay giả thằng. Tất cả mối dục tình đều chẳng, đang mến thai thăng cảnh Phật đài. Cõi này không có sự nồng cay, đáng cho khách trần ai mong mỏi. Vừa lâu dài vừa nhàn lạc cõi, khác hơn phàm nay đổi mai thay. Khuyên quê nhà lớn nhỏ gái trai, lo tu niệm chờ ngày đến đó. Muốn thì được nào đâu phải khó, ráng làm sao cho có lòng thành. Và nhớ rằng muôn thánh thì thanh, bằng trượt ấy là danh phàm tục. Một lòng chơn tầm trong lãnh đục, mi mau lâu gì cũng được toại nguyện. Đừng hai lòng nửa tục nửa tiên, hãy kết một đường duyên với Phật. Đây đã cạn lời khuyên chân thật, chẳng chịu nghe chớ trách quả ương. Đây khuyên là do lĩnh Phật đường, rằng lo kiếm hiền lương dẫn dắt. Gặp thử thách nên trơ tay mắt, như núi to gió quật không nao. Cứ bền tâm cho đến lúc nào, đạo quả được nắm vào trọn vẹn. Sự thế chẳng hề lòng để bén, việc Phật gia dung quyến không ngưng. Đến chừng nào hối được tinh thần, ngày ấy mới vị phân cầm chắc. Thần chưa hội quá công chưa đắc, ráng mà nghe lời nhắc đó ư. Hỏi được thần mới thấy chân như, ở tại thế mà cư Phật quốc. Hiểu được chưa lời khuyên cơ mật, khá tìm phân được gốc mới xuống. Chưa gặp thì mối chớ nên buông, cầm giữ mãi đến cơn hết rồi. Đây muôn khắp người thông được lối, càng sớm càng khỏi nỗi trầm luân.
nhưng rất buồn nhiều kẻ vội ngân nguyện chưa đạt bỗng dưng bỏ vợ. Cách nọ kia buồn điều tần sở rồi bỏ qua tất cả thể nguyện. Riêng đây đau đau đến Phật tiên, đêm không ngủ ngày quên cơm bữa. Đạo đã mở rộng thinh các cửa, tại sao không sân sửa cho mau? Muốn cứu thân còn đợi lúc nào? Giờ này rất hợp câu thiên lý, ngàn muôn kiếp chỉ trong một tí, giải quyết xong vạn sự đau thương. Đừng ngại ngần hút mất chánh đường, uổng lắm bơ quê hương già trẻ. Từ phương xa một lời nhàn nhẹ gửi về nhà gói kẻ gần xa. Niềm thân yêu với sự hảo hòa, ráng chặt buộc cho ra mối đào. Phật chẳng dùng ý mưu lừa đảo, đừng hiểu sai lời bảo chân sư. Đọc cho rành kinh kệ giảng thư, sẽ được biết thật hư ngành ngon. Viết đời đã bi lý thoảng mòn, còn chi đâu chẳng sớm tu chân. Khi khóc cùng nỗi cuộc băng sơn, ngày ấy giải Phật thần khó cứu. Ráng lo mau có phù linh thiếu, cứu chân tu và cứu thiện nhân. Già trẻ nên cố gắng tinh thần, để gặp được Phật thân hóa hiền. Ngày chung kết không còn xa viền, hẳn hay lên chớ biên lúc nào. Nơi xa ngàn cất tiếng kêu gào, là cũng bởi thấy câu bách cần. Không trách cứ cũng không hờn dần, lại cũng không nói bận với ai. Ráng tin vào để sửa chiều mai, dừng nhật nguyệt bừng khai rõ mặt. Đạo khi đắc chỉ trong nhất khắc, nhưng công phu phải rất gieo lâu. Do nơi mình chứ chẳng do đâu, thành bại ở nơi câu quyết chẳng. Quyết thì được, chẳng thì không đặng. Đạo hay đời cũng vẫn thế thôi. Khá nghiệm suy cho kỹ người ơi, đừng đổ lỗi cho người nào cả. Giống nào thì tự nhiên nấy hòa, dây bi không thể trổ trái bầu. Viết tại mình phải lo âu, ấy là kẻ biết câu cõi rề. Có một hôm trong người bể nghệ, nằm trở trăng không thể ngủ yên. Rồi bỗng nhiên Phật hiện đến liền, rằng con có biết nguyên nhân ấy.
Trong ngũ tạng một điều chuyển sai, toàn châu thân bãi hoại không an. Sự tu hành cũng giống một tràng, một trong sáu căn không thanh tịnh thì cả thải đều không an định. Tất nhiên là huệ tánh khó sanh, thế cho nên phải được trọn lành, quả mới chính và danh mới toại. Sâu vô cùng nhiệm không ranh giới, càng nhiệm lâu càng thấy hay thay. Cứ như vậy hành đạo chiều mai, chắc chắn được đủ đầy công hòa. Hỡi lớn nhỏ ráng nung chỉ cả, làm cho nên mới hạ tấm lòng. Tuy đó đây cách biển ngăn sông, khi gió thuận thì không xa sắc. Gần năm năm mặt không thấy mặt, nhưng mà lòng buộc chặt với lòng. Sự thương yêu pha lẫn cay nồng, chữ bạc bội vẫn không hề có. Sao trước chỉ một lòng gắn bó, làm cho nhau đây đó một niềm. Không theo tuồng thay áo đổi xiêm, xin đồng đạo chớ quên tình ấy. Dù sông thác dình câu sơn hải, tiền dễ làm nhân nghĩa khó mua. Ráng chịu cho qua lúc chát chua, rồi sẽ đến thời cơ hạnh phúc. Có lao khổ mới dày công đức, không nhọc nhằn đâu được quả cao. Sự cam go của một người nào, ở đây còn nhớ trời cao đâu bò. Kha sốc sẵn ơi người lớn nhỏ, nên thương đây chớ bỏ đường tu. Nơi xứ ngoài đây dân công phu, người trong nước khá âu sùng bay. Nếu đây chẳng vì câu thương hại, đâu reo kêu trai gái làm gì, và cũng không ở hải ngoại chi. Bỏ mẹ yêu quên đi phụng dường, muốn Phật giao khắp nơi gian hường. Riêng thân này nào tưởng chi đâu, vì muốn dân trên mặt địa cầu, đành bỏ mẹ quạnh hiu trong nước. Cảm thương mẹ rất là vô phước, có một con không được cậy nhờ. Lúc lạnh nồng vắng trẻ quạt hơ, khi ương yếu ai lo than thuốc. Tội bất hiếu của con khó chuộc, xin mẹ tha con được hưởng nhờ. Thoảng như chưa sớm gặp thời cơ, mẹ con chắc là chưa thể gặp. Cuối sinh mẹ lòng từ rang lấp, hiến thân con cho khắp người ta. Nói gương lành của Phật Thích Ca, thì tất cả dù là con cái,
Mẹ ơi trẻ nào đâu bạc nghĩa, vì đạo màu đành phải lánh đi. Gần năm năm lòng luôn ai bi, nơi hải ngoại chẳng vui chi cả. Nhiều đêm nước mắt con xối xả, nhớ mẹ già nhớ cả xóm làng. Càng nhớ càng hốt lụy chứa chan, muốn về sớm hầu bên cạnh mẹ. Và gần gũi đau động già trẻ, cho phi lòng cách rẻ mấy năm. Nhưng mẹ ơi vì chữ thầm thâm, con chưa thể trở chân sớm được. Con vẫn biết mẹ già trong nước, qua nhớ con thành giấc chim bao. Vì thương con mẹ đã phát đau, nước mắt mẹ đã trào mấy lừa. Cuối sinh mẹ ráng dằn cho được, khi nhớ con đến trước Phật đài. Ngồi kiết dạ rồi chấp hai tay, mắt ngó thẳng vào ngay sống mùi. Thở đều đều không ngừng không dồi, định tâm thần dẹp mối lo âu. Niệm A-di-đà Phật một câu, niệm nhiều ít mau lâu tùy sức. Khi xong rồi cúi đầu lại Phật, cầu ơn trên xuống đức từ bi. Độ dân lành khỏi cuộc tai nguy, cứu sanh chúng qua kỳ lọc lừa. Đâu đó xóm dứt ngòi binh lửa, cả Bắc Nam được trở hòa bình. Mẹ ơi vì còn cảnh điêu linh, nên cần phải cầu xin Phật độ. Nếu tất cả người đều hối ngộ, dầu không cầu Phật độ cũng an. Nhưng buồn vì lắm kẻ tham gian, thành ra mới quả tràn khắp chốn. Một lợi ích mà muốn hại tồn, nhưng ít người để bụng xét xem. Biết bụng lạy là chỗ luốc lem, mà vẫn cứ đua chen đến mài. Chữ tan điền di câu thương hại, kẻ trí ngu xét lại thử nào. Há nở lòng giết hại lẫn nhau, rồi mình cùng chung vào quan quách. Kiếp sống tạm nên tìm đủ cách, giúp đỡ nhau chớ sát hại nhau. Đạo làm người ráng hiểu chút nào, nên nghĩ đến đồng bào đồng loài. Không như Phật đầy lòng bác ái, cũng bằng người rộng rãi ở ăn. Chớ tập theo những tâm khó khăn, hãy tha thứ kẻ lầm biết hối. Đây xin khuyên trẻ già quê nội, đoàn kết nhau mở lối sống còn. Càng rẽ chia càng dễ tiêu mòn, gây thêm khổ chứ không ít lời. Khi gặp phải thời cơ đưa tới, thiêu kết liên là mối hại to.
Một người dù có dỗi sức lo cũng không thể cất cho nổi gánh, chớ cậy tài cũng đừng ý mạnh. Phải hột qua nhiều canh mới nên, gạch một viên chẳng cất thành đền. Sinh già trẻ chớ quên thống hộp, đạo dân tây đợi càng ăn khớp. Mơ kể từ nay đến rút sự đời, còn biết bao cuộc diễn đôi dời. Không tính trước đến rồi khó tin, vui cùng hưởng khổ cùng nhau gánh. Bỏ tánh tình lánh nặng tìm không, thương nhau như cha đẻ một lòng. Vậy mới gọi người trong Phật giáo. Dù có gặp muôn ngàn trận báo, tình thương yêu hòa hảo không lay. Nhờ kết liên qua cuộc nàng tay, không tương ái đâu tài thoát khổ. Lời đây nhắc khá suy tốt chỗ, đừng để như nước đổ lá môn. Tiếng nói đây nói tận tâm hồn, không phải chỉ nói trên chót lời. Thấy đạo đức nơi người rú rượi, đem lời màu để tưới cho xanh. Phật từng khuyên giải giữa đêm thanh, đây quyền biên kết thành từ loài. Đâu phàm thánh đâu là phải trái, kể rõ ra từ cái thiệt hư. Cho người nhà có giả tưởng tư, xét nghiệm kỹ để tu cho chính. Phật dạy rằng hữu lai hữu thịnh, có tâm nguyện Phật đến chẳng không. Nơi quê nhà lớn nhỏ đại đồng, mà khuyên hãy ráng thành lòng cung thịnh. Ngày nào thấy hào quang tụ đỉnh, ấy là ngày Phật đến chứng minh. Rất diệu màu tột bực siêu linh, không còn phép nào trên nữa được. Thân gầy ôm tượng đâu vô phước, nào hay xưa đã được lắm duyên. Nên bên tai thường có lời truyền, mới biết sự diệu quyền hy hữu. Đồng đạo ráng cùng đây thành tựu, phải dày công bình trụ tâm linh. Một lòng thành theo đúng kệ kinh, thắng phục các tâm tình sai xiền. Chẳng để lạc vào nơi tà kiên, sáu trận không chớ quyến vào tâm. Lặng lẽ lòng như nước bình ngâm, gương trong mây là tâm trong mây. Chẳng một vật nào không xoay thay, nhưng vẫn không vướng lấy vật nào. Việc thế gian dù một mấy hào, cũng không bị điều nào trói buộc. Cùng Bồ Tát đồng hàng quyến thuộc, sống trong trần luôn được tự do. Thường đỡ chân bằng sao chiếc đò, ta bà khổ vất cho hết khổ.
Ôi lòng thương chúng sanh vô số, ai cũng thương chẳng có ghét ai. Giúp được thì sẵn giả giúp ngay, không sợ khổ chẳng nài khó nhọc. Thương đời hơn thương người đồng tộc, lòng hy sinh đến phút cuối cùng. Đối với người thật rất tận trung, xưa nay vẫn thủy chung không đổi. Tấm lòng này nếu ai hiểu nổi, cùng Phật tiến một lối chung đi. Ở trong hàng đại giác đại bi, lúc nào cũng dễ quy cõi Phật. Làm hay nói chẳng sai sự thật, từ việc chi cũng rất công minh. Đáng nêu gương cho khắp chúng sinh, học theo đấy để nên người tốt. Ráng mà nghe lời đây đã thốt, rồi biện phân sâu tốt ra sao. Chẳng theo thùa cũng chẳng pha màu, vì sự thật vì câu đạo nghĩa. Muốn lớn nhỏ đạo tâm trao trĩa, không để cho miệng thế dèm pha. Đúng đạo màu của Phật Thích Ca, cứu sanh chúng gọi là kỳ chốt. Cuộc biến chuyển không ai thoát lọt, kẻ sống trong thời cuộc này đây đều bị guồng vật chất cuốn quay, rồi quên mất đường ngay nẻo thẳng. Lòng mến sự đợi ngày thêm nặng, ý lo tu lần vắng nơi tâm. Vui một hồi khổ não muôn năm, cứ chịu kiếp luân trầm mãi mãi. Biết chừng nào người đồng tu cài, cho cạn đi khổ hải này đây. Không còn người nào bị đọa tai, khắp trần thế sầu mây tan cả. Ai cũng được sống đời thông thà, Nam Bắc không một kẻ khốn nạn. Cảnh này chưa hiện đến thế gian, người Phật tử chưa an tâm niệm. Học chữ tín cho lòng thâm nhiệm, mới làm nên các chuyện cao xa. Chớ theo thùa sơn phết ngoài da, miệng nói vậy làm ra thì khác. Một lần dối muôn lần lừa gạt, nói quen mồm chụp bắt quen tay. Ráng mà nghe cho kỹ bớ ai, không tin tất không hay thành thật. Vì người quá nói năng sai thất, nên giữa nhau đã mất lòng tin. Tình nếu không thì lâm bất bình, luôn có sự bất lành xảy đến. Không tin nhau làm sao có mến, một phút ngờ đem đến muôn đau. Khắp trẻ già đã nghĩ thế nào, mà chẳng chịu tin nhau như một. Có thể nói lòng tin là cột, cột nếu không nhà cất sao nên. Xin quê nhà nam nữ chớ quên, muốn hòa hảo phải nên chữ tin. Có rời rạc ráng làm liền dính, kết
thành bè để đến kia sông. Chỉ nhất thời vỡ cuộc Tây Đông, khắp Nam Bắc trời long đất lờ. Khá thương nhau khá lo giúp đỡ, vui cùng chia có khổ cùng cam. Giữ một niềm thân hữu thiện lam, Phật dạy tê rằng làm như thế. Ngài lập hội danh vang bốn bề, đáng hiền nhân xưng kẻ nêu gương. Mắt thấy hoa mũi ngát mùi hương, đâu chẳng có kiết tường vân phù. Người đang thức chớ nên mê ngủ, việc gần bên nào có xa chi. Tuy mỗi chân cùng rang bước đi, chớ chán ngán ngồi lì một chỗ. Người chịu khổ thì ta cũng khổ. Khổ ngày nay mai có sướng vui, vui lâu dài chịu khổ một hồi. Sự hơn kém khác thôi muôn bực, sinh già trẻ vui lòng chịu cực. Ngày hoàng ca là lúc ăn chơi, chớ trách sao lâu lắc cơ trời. Cuộc lọc lựa vô hồi khăn khó, hai quyển sổ cái đen cái đỏ. Trừ cân nhau phước nhỏ tội to, diệt kiếp này lẫn cả kiếp xưa. Cân quá lại cho vừa đâu về. Lúc nào cũng muốn nuôi dương thế, đâu muốn đem quỷ phế cho tiêu. Đến khi nào không thể chắc chiêu, chừng ngay mới đành tiêu một cuộc. Kẻ leo lên còn người lại tuột, đang còn hồi thi cuộc bởi ai. Cứ lo tu đừng nể vắng dài, sự khi tới tới ngay khỏi nói. Đây sợ gì dùng lời kêu gọi, là muốn cho mau tới đây ư. Người xôn xao việc chẳng chần chờ, lòng trời vốn theo người kha nhớ. Người muốn phải trời đâu bỏ dở, nhiều người thành tâm sẽ nên mau. Khắp xóm làng một niệm như nhau, tất làm việc muốn sao được vậy. Phật bảo rằng mái quyền không thấy, nhưng nào đâu phải cái không ngờ. Việc ngàn xưa hay việc hiện giờ, không thể sót lọt qua một mày. Mắt thanh chẳng việc chỉ không thấy, tai thần lời phải quay đều nghe. Khuyên ba già hãy nhớ kiên dè, làm chi cũng xét ra tội phước. Đừng để bị hùm tha ma rước, rạng xứng người đứng trước muôn dân. Không được làm đến bậc Phật thần, cũng ráng được làm dân thượng cổ. Làm con phải nhớ ơn tông tổ, đừng quên câu báo bổ sanh thành. Nếu con hiền sẽ gặp cha lành, chớ để hổ trước tình phụ tử.
hỡi đồng đạo trẻ già trong xứ, nhớ lo xong hai chữ hiếu trung, nghĩa cao dày nguyện đáp đến cùng. Lòng son sắc thị chung như nhất, dù sao cũng ôm gìn đạo đức, sông thoát luôn theo Phật đến cùng. Mặc cho đời ghen tị hành hung, người Phật tử vẫn lòng kiên cố. Ngày nào chưa qua nơi tịnh độ, nguyện không rời khỏi ngõ Phật môn, tiếng chuông lành cứ mãi dục nôn. Tỉnh thức khắp chúng dân thế giới, đồng đạo ơi từ đây sắp tới, sẽ đổi thay nhiều lối gai gòn. Chữ hòa bình ai cũng hô to, lòng tư kỷ làm cho biến cổ. Trò chơi khéo nhiều lời trao chuốt, để dễ bề mưa cuộc trá gian. Miệng nói hòa lòng chẳng muốn an, vì thế khắp địa hoàng còn khổ. Chớ ngó thấy ổn yên vài chỗ, mà vội cho đâu đó thanh bình. Đường đạo tâm bỏ lãng không dình, ngày chung cuộc linh đinh sống vồ. Phật ngài có một đêm giông tố, hiển bên mạng nói lộ ra rằng: con ơi nghe câu chuyện đường tăng, bị yêu quái chẳng ngăn biết mấy, biết bao cuộc đất bằng sóng dày, dễ làm cho biên cải chân tâm, nhưng mà lòng tham tản đường tăng. Trước sau vẫn một đàn đi tới, nếu chẳng được một lòng cứng cỏi, thì làm sao thắng nổi yêu ma. Cảnh Tây Phương Phật cũng khó qua, mong gì gặp Di Đà Phật Tổ, ăn miếng thịt sống ngàn năm thọ. Lời yêu tinh lớn nhỏ đồn vang, vì thế nên gặp lắm tai nạn, xưa đã thế nay càng hơn nữa. Con hãy ráng trung qua nước lửa, chớ cho thua hồi thở đường tăng. Giữ thân đừng để bị yêu ăn, quyết cho được ngồi thuyền bát nhà. Con chịu khó đem lời truyền hóa, nhắc nhở cho tất cả đều nghe, để hiểu đời mỏng mẻo tở the, lo tu niệm cho ra người đau. Ngày chung cuộc được ngồi sen bầu, xem Phật tiên truyền giao phép màu. Gất gớm ghê khơi cuộc đau đầu, khổ chi sanh mưa dầu nắng lửa. Việc đôi ba còn năm bảy bừa, con ráng khuyên lớn nhỏ đừng quên. Không Phật tiên khó thể độ nên, sức người chỉ nằm trên quả đất. Tài cán mây cũng là nhân vật, còn nằm trong bộ luật tuân hoàn. Dùng vậy sao cho khỏi tử thần, đâu như Phật kim thân bất hoài. Những tiếng bộ ở trong tay hài, càng dễ làm
thế giới tan tành. Chế tử nhiều ít kẻ chế sanh, xem đây cũng ngọn ngành được biết. Tự tay chúng treo dây quan nghiệt, thò đầu vào thắt chết lấy thân. Trong khách kỳ hết cựu ra tân, còn ráng nhớ khuyên dân tỉnh thức. Lời của Phật nói ra vừa dứt, quá hào quang bay mất liền khi. Để lại mùi thơm ngát vân vi, ta ngơ ngẩn dường như ngây ngủ. Lời của Phật muôn lần hấp thụ, lòng biết ơn khó tỏ sau cùng. Quyết nói gương cho vẹn thị chung, hầu đáp lại ơn trong muôn một. Nhiều lúc Phật báo đời sắp rốt, dục lòng như lửa đốt muôn dừng. Muốn tung bay lên tận chính tầng, kêu vang dội khắp dân được tình. Nơi hải ngoại không hề lơ lĩnh, ngày như đêm mưu tính không ngưng. Làm sao mau cứu được muôn dân, khỏi thiên nạn khỏi luôn nhân nạn. Ai cũng biết theo đường chánh đáng, bỏ lợi riêng theo hẳn lợi chung. Không một ai có giả hành hung, đều ăn ở khoan dung đại đồ. Tai không nghe lời ai thô lỗ, mắt chẳng trông thấy chỗ bãi tội. Người thương người như mẹ con côi, khắp Nam Bắc không người thù oan. Kẻ thiếu ăn cho ăn bất hàng, người ta tới giúp đặng ấm lành. Dạy cho nhau thông sự học hành, chẳng hề có ai khinh ai cả. Thương nhau tở ruột ra một già, hiệp lực nhau hưng qua nước nhà. Nào ruộng đồng đường xá mở ra, làm cho cả quốc gia phồn thành. Ai cũng được ấm no lành mạnh, không ai còn sống cảnh nghèo nàn. Ở quê nhà hãy khá lo toan, cho mọi việc như đang mới nói. Dù mai mốt đổi dời thương còi, nay cũng không nhịn đói được ư. Nên phải cần lo việc sanh cư, đúng bổn phận con người tại thế. Nếu người biết cùng nhau tương tế, tất sẽ không tội lệ với nhau. Dù tạo thành cánh vật thế nào, cũng không khiến cho nhau phải khổ. Sống hiện tại nên khuyên tại chỗ, không ngoài câu tế độ tự sanh. Xin trẻ già quê nội hiểu rành, liệu lấy việc tu hành cho chính. Bát chánh đạo là đường nhập thánh, ráng làm theo sẽ đặng siêu phàm. Viết hồng trần cũng chớ nên ham, ấy là kẻ biết làm việc Phật. Đây nhiều lúc vừa thiêu thiếu giấc, tai vừa nghe mây bực đợn cầm.
tiếng thanh tao vi điệu bóng trầm mề pha lẫn pháp thầm thấm vi diệu. Có thơ rằng nhàn nhàn liễu liễu đã vô ngần còn thiếu vô biên. Quyền không còn có cái trên quyền niết bàn đó và tiên Phật đó. Hỡi đồng đạo lắng tai nghe rõ bài thơ vừa nói đó ra sao. Trong tiếng đàn lời kể pha vào màu nhiệm kể làm sao cho hết. Ráng mà tu chớ chờ đến chết, nay không lo thì việc ô hô. Nằm trên gò nằm mãi đến khô, chết như thế sao cho người sang. Mắt khi thấy được dựng sao ràng, cô lóc cho ra đặng bờ sông. Thế mới là ca biết quá lòng, kẻ thiện chi hà không xem đây. Khá bước tới cho nên dừng lại, mức ăn tua đã thấy gần rồi. Đây không buồn đo chớ bỏ trôi, hẹn nhau gặp tại nơi ước nguyện. Mọi việc đã không ngừng biến chuyển, sự tu hiền cũng tiến cho mau. Da trời xanh chẳng đổi thật màu, trái tim đỏ trước sau một sách. Cùng nhau ráng tu cho quả đắc, để đổi ra cảnh vật tốt lành. Khiến cho nhiều thế giới chung quanh được thông cảm niệm lành lui tới. Cõi lành có cõi lành chơi với, nước không ngăn nước nối một dòng. Chừng canh tân khắp cõi trận hồng, có tiên Phật đại đồng lai tựu. Người tất cả đều là bạn hữu, cảnh an vui không thiếu vật chi. Sự khổ lao của kẻ tu trì được đền đáp lại khi này đây. Đâu phàm thánh ngày kia sẽ thấy, thật cả hai thế giới khác nhau. Một bên thì đầy sự khổ đau, một bên rất dội giàu sung sướng. Đâu đang bỏ còn đâu đang hưởng, không nói người cũng lượng được ư. Ráng tu đi sẽ rõ thật hư, chừng ấy việc đúng như lời nói. Còn biết bao nhiêu lời Phật gọi, lần lượt đây sẽ nói thêm ra. Đến khi nào biển lặng sóng êm, đây mới chịu bút nghiêng tạm gác. Ngày nào chúng sanh chưa giải thoát, ngọn bút này chưa gác được đâu. Khấn Phật ngài luôn chỉ lợi màu, cho đây tỏ rành câu đạo pháp. Vách trắng ngà tựa ai bôi sáp, đèn điện soi như nhấp sao văn. Nằm vắt tay lên trang nghĩ rằng, không vì đạo đâu nằm đây nhỉ. Một thân với một lòng đạo ly, ngày chi đêm lo nghĩ sự đời. Tuy là nay ở chốn xa vời, vẫn đi lại khắp nơi truyền giáo.
cũng nhờ mướn lấy câu chánh đạo an ủi khi thảm não xác thân. Chỗ bụng lầy lăn lóc chẳng cần nơi nào cũng để chân đến cả. Miễn giúp được người đời sửa già, xác phạm này còn xa chi đâu. Dù chết đi cũng chẳng lo âu, huống là sự khổ lao lăn lóc. Mắt chẳng nhắm thường đêm trằn trọc, lòng cứ lo mãi cuộc bể dâu. Biết làm sao khắp chúng địa cầu đồng một ý theo câu Phật giáo, để nhân loại hết còn đẫm máu, sống an thân thác đạo Phật đài. Cuộc đổi dời ở một ngày mai, không ai bị nạn tai thê thảm. Ý niệm đây Phật Ngài đã cảm, nên có lời khuyên giảng như vậy. Con ơi cây có dạy có ngay, thì người cũng có dạy có khách. Người nào cũng có tay có mắt, nhưng không ai một mặt giống nhau. Nếu một gương như Phật đồng màu, thì thiên hạ khổ đau đâu có. Đối với ai cũng không ghét bỏ, ấy là lòng của kẻ từ bi. Nhưng muốn cho người hết mê si, trong nhất khắc không khí nào được. Từ muôn triệu ức qua kiếp trước, vẫn có người tội phước chẳng đồng. Không do câu thưởng phạt bất công, mà do nghiệp ở lòng sai khác. Vì lẽ ấy có người giải thoát, còn người đang dương mắt hồng trần. Thì khổ đời con đồng lòng nhân, lòng ấy với Phật thần như một. Nước mắt chảy thấy đời hãm nhốt, mới ruột ra đau như cuộc nàng tay. Lòng từ bi thật đang kính thay, con nên ráng dồi mài thêm nữa. Nếu muốn tắt được sông nhà lửa, cần phải lo nước chứa nhiều đầm. Phải đủ đầy sức nhẫn nại tâm, đạo mới có thể làm rộng được. Một cử động mà nên tội phước, đừng để cho sơ sót điều nào. Ngọn gió trần khi nó thổi vào, biển tâm sông ba đào nổi dậy. Chớ khinh dễ sự nghe sự thấy, khá gan lừa cho kỹ kéo lầm. Muốn về cho tới cảnh lối âm, con ơi ráng trì tâm giới sát. Lời Phật tở nắng nồng gió mát, nỗi buồn đau đã gác hồi nào. Mỗi lần nghe tiếng Phật nói vào, muôn việc cõi trần lao đã rồi.
ơ lớn nhỏ ở trong quê nội, ráng cùng đây tiến tới Phật đài. Chưa toại nguyện chưa chịu dừng tay, sinh già trẻ từ đây gắn bó. Đây chẳng chút quên tình lớn nhỏ, lớn nhỏ xin chớ bỏ lòng đây. Dù xa nhau muôn vạn tháng ngày, xin già trẻ chớ phải đừng lợt. Mượn giảng kể để làm nguôi bớt, những khi nào buồn bực nhớ thương. Tuy ở ngoài muốn dẫm trùng dương, lòng đây vẫn ở thường bên đó. Trong khi trời, trong mưa, trong gió, lòng đây luôn mượn nó gửi về. Từ thị thành cho đến thôn quê, lòng đây vẫn cẩn kề không sót. Lòng muôn đuôi cũng chui qua lọt, lòng ngàn sóng vẫn vượt khỏi ngay. Cách bóng hình lòng khó cách thay, lòng đây ước gái trai được biết. Chữ ưu ái của lòng siêu việt, đã gieo sâu ở khắp quê hương. Dù trải qua muôn cuộc nắng sương, không phải lạc tình thương ấy được. Thề với đời thề cùng non nước, tạo sao cho nên cuộc thanh bình, để giữa đây cùng khắp nhân sinh được thỏa mãn mãnh tình sâu sắc. Càng lao lý tay càng nắm chặt, bao khúc quanh cùng dắt cho qua. Hiệp lại cho sức mạnh muôn tòa, để đủ sức trừ ma chống quỷ. Đói cũng đi dù đau chẳng nghỉ, sức huỳnh cân lực sĩ còn thua. Được như vậy ai dám hiếp đùa, đạt đến mức ăn thua rất chóng. Đời càng ngày càng lần đến mộng, đạo cũng lo cho chóng mới rồi. Người bỏ trôi cơ tạo không trôi, chợ biên nhát không xuôi được việc. Tu cho khỏi lâm cơ tận diệt, tu cho lòng rõ việc xưa nay. Tu cho thông các việc cõi ngoài, tu cho được phép tài như Phật. Tu cho được mình vàng chói rực, tu cho thân ngồi được tòa sen. Tu cho mình hết sự ố quen, tu cho chúng được lên Phật cành. Cho đến dân ban phồn thành, tu cho người khỏi cảnh đói nghèo. Tu chừng nào dân hết nạn eo, tu cho đến hùm béo quỳ một. Tu cho xác thân không gầy cốt, tu cho hồn xác hợp Phật tiên. Tu cho toàn dân hóa ra hiền, tu cho giống rồng tiên lạc nghiệp.
tu cho hết phàm phu tội kiếp, tu cho trần hòa hiệp cõi tiên. Tu chừng nào hết sự đạo điên, tu cho khắp xóm riêng hòa hào. Tu cho đến khi nào đắc đạo, tu cho thái thế tạo mới ân. Tu suốt đời không chút nào ngừng, tu cho khác hơn trần mới được. Tu cho đến khi đầy đủ phước, tu cho người trong nước thương nhau, tu cho mình tu khắp đồng bào, tu cho đến khi nào dứt giặc. Tu cho Phật hiện thân đến dắt, tu cho thân nồng nặc hương thơm. Tu cho dân no đủ áo cơm, tu đến lúc không còn ai khổ. Tu hoài mãi tu cho tốt chầu, tu chừng nào Phật tổ khuyên thôi. Tu cho đời hết cuộc luân hồi, tu cho khắp người ngồi sen bao. Tu cho ai cũng ngay cũng thầu, tu cho nên chánh đạo mới tu. Tu không thua loài sâu quả cù, tu cho giải ngục tu trần thế. Tu cho đúng như lời kinh kệ, tu không ai khinh dễ mới tu. Tu cho ra thật kẻ hiền nhu, tu cho đến phục thù sáu giặc. Tu cả tay và luôn cả mắt, miệng thì chân lòng rất tinh minh. Tu như vậy siêu được hồn linh, không lo sự khổ sanh khổ tử. Ráng mà nghe cho rành các sự, rồi lo bề Phật tử cho xong. Ở quê nhà lớn nhỏ đảo đồng, xin chớ để cho lòng ngỡ làng. Cơ tạo qua muốn cho được hàng, thì ráng lo cho đặng bình tâm. Có Phật đà ở trước đầu nằm, Ngài sẽ chỉ quyền thâm cặn kè. Hành đạo nếu được cho đúng lẽ, thì được lời quyền kể bên tai. Khi được rồi bạc bãi chất đầy, lòng cũng chẳng nhiễm sai một mày. Của tạm giả có ngày biến hoài, sự nhiễm màu còn mãi bất di. Tạo của tiền được có lắm khi, lời quyền kể dễ gì nghe được. Xin đồng đạo trẻ già trong nước, ráng lo toan cho phước đức nhiều. Hầu được nghe lời Phật cao siêu, như trong tối được nêu ngọn đuốc. Nay nhầm lúc Phật ra cho thuốc, ráng trị cho hết được bệnh mê. Lần này không vị cũ trở về, sao muôn kiếp khó bề giải khổ. Việc biên đổi khắp nơi các chỗ, không phải riêng một xó nào đâu.
đừng quên cơ biến chuyển nhiệm màu. Lại đồng khắp năm châu thế giới, người trong tới mà chưa thấy tới, khi tới nơi tai với không sống. Kẻ phàm đâu bị sức quá công, khá tin trước kẻo không theo kịp. Mãi nhiễm màu một khi đã nhiếp, khó lấy ra cho kịp bớ ai. Lo tu hành trai giới chiều mai, cầu nguyện đến đồng tay Phật thanh. Riêng mình được cứu ra khổ cảnh, cũng cầu xin ba tánh khỏi nạn. Khi mưa dầu có được lòng tàn, lúc nắng lửa được dừng mây phù. Có lưới bao ngăn loài ác thú, được sen nâng khi phủ nước lên. Trên biển sâu lại nổi ngóc đàn, con hiền đức được yên thân thề. Phép Phật bùa khắp nơi trần thế, vì chúng sanh đủ kế cứu an. Lòng từ bi hơn mẹ thế gian, cứu sanh chúng không màng lao nhọc. Ngày này đến cuối ngày lửa lọc, không nơi nào không Phật giảng lai. Ở quê nhà lớn nhỏ gây trai, ráng cho được Phật ngày lai đau. Chớ để thẹn con nhà Phật giáo, phải để tên trên bảo liên đài. Dung bồi chỗ qua nó được khai, quả vị được đến ngày viên mãn. Tiếng thầy tốt danh trò cũng ràng, công và ơn sống đặng cả hai. Muôn thanh nhạc bù lúc đắng cay, con hiền thảo trời dày không bò. Ràng chi tu ơi người lớn nhỏ, ngày vinh quang còn có bao xa. Chớ theo tuồng văn vật bế tha, hỏi này để mất qua uổng lắm. Sổ đỏ ráng được nhiều điểm chấm, bìa đen lo bôi trắng mới nên. Không xử rồi khi sấm nổ rền, thân ngay mất hồn thiên cũng mất. Cuộc thưởng phạt lần này cùng cực, không lọt qua một vật nào đâu. Công thì đầy ban thưởng bao châu, tội thì phạt nhiều câu thảm thiết. Thành chánh quả hay là tiêu diệt, thời kỳ này thúc kết bơ dân. Nếu không y lời lẽ đã phân, thì tiếng Phật đâu cần phải nói. Lấy sức mạnh tinh thần chống chọi, ráng vượt cho qua khỏi rừng mê. Một lần này dứt sự ủ ê, muôn kiếp tới hưởng bề khoái lạc. Phật có nói rằng câu giải thoát, bằng đức tin siêu việt phàm phu, mong ra ngoài như kẻ tử tù. Được thế chẳng bao lâu đắc đạo,
sinh trong nước tín đồ Phật giáo. Lời nói kia khá bảo cho lòng, nay không rồi mai cũng ráng sống, bằng chăng vậy uổng công tu niệm. Mình môi đạo dễ đâu tìm kim, của ít là của hiếm ráng nghe. Chớ khinh thường cũng chớ không dè, nắm cho chắc kẻo mà than tiếc. Mặt ai có luận bàn giả thiệt, việc đáng phân cứ quyết nói ra. Thể theo lời của Đấng Phật Đà, nhắc nhở khắp gần xa được nhớ. Thân xa xứ lời tuy bỡ ngờ, nhưng tình thương vẫn tỏ khúc nôi. Khá nghe dùm bơ khách trần ôi, người còn khổ đây vui sao được. Không muốn ai chết trôi theo nước, không muốn ai bị cột lửa thiêu. Không muốn ai bị nạn ó diều, không muốn kẻ bị yêu tinh bắt. Vì lẽ ấy chuông lành thúc nhạc, làm cho dân Nam Bắc tỉnh lòng, tu cứu mình và cứu tổ tông, cùng được dự hóa long đại hội. Ráng cải hối cho tiêu hết tội, để hồn linh siêu rồi về Tây. Chớ lòng sai xưa ở cõi này, muốn vật tạm xác thay cũng tạm. Uổng công khách trần gian tham làm, ngày tắt hơi chỉ nắm tay không. Xét cho cùng thật quá cuồng ngông, như trẻ nhỏ ra công bắt bông. Tình cho sớm mới là biết sống, chớ đua bơi theo cảnh hồng trần. Phải tu mau mới kịp đời gần, khá bồi bổ chữ nhân chữ phước. Thì ngày kia mới vinh diệu được, và nạn tai sẽ vượt khỏi qua. Niệm Di Đà tất có Di Đà, ngài báo phủ bên nhà lương thiền. Việc không có đây đâu đặt chuyện, lời nói ra do tin Phật ban. Vì thấy gần biên đổi thế gian, nên Phật khắp mười phương ứng ngự. Muôn cho kẻ trần ai lanh dữ, nghiệp tội không thì sự hòa không. Ai cũng đều ưa uống nước trong, thì Phật cũng ưa lòng nhân đức. Cõi niết bàn thơm tho nồng nực, do tâm lành các Phật làm ra. Kẻ hung sùng ăn ở xấu xa, đâu có thể sang qua cảnh ấy. Phật chỉ thương người ăn ở phải, không ban ân kẻ quấy bao giờ. Khuyên trẻ già xét rõ kệ cơ, tu cho chính đừng cho lạc đầu. Nơi xa ngàn lễ lòng không rau, vì thương nhau mới bảo cản lời. Ráng nghe rồi hành đạo đến nơi,
để chúng mi cuộc cùng ngồi một châu. Lòng vẫn lòng dù cho mấy khổ, cùng vẫn vui gắn gỗ tu hành. Mình thành làm cho khắp người thành, đạo như thế đâu sanh thù oan, và đâu khiến cho ai buồn chán. Dưới cùng trên đồng đẳng nhất tâm, thực hành câu vi diệu thầm thâm. Phật giáo dẫu muôn năm Phật giáo, chữ nhất thiết vi quyền vi đạo, câu vàng ban tất ảo tất minh. Đốt sáng lên được ngọn chân linh, là phần việc của mình khá liệu. Đường về Phật trong người có khiêu, ráng mà xoay cho liễu bơ ai. Cuộc xoay dần thật rất mau tay, xin ai chớ đợi ngài xuống lộ. Phật có tất có ngài Phật độ, lo làm sao cho có Phật về. Đừng ngày nào đau hạnh trễ bê, phải hăng hái không hề biết mỏi. Vậy mới được gặp người thượng coi, ngài hội đồng được gọi tên ngay. Xin ba gia ba tánh đừng quên, người nào được gọi tên là thành, há không mau trao tria đạo hành. Để được nên quả thánh như người, cuộc thi này nếu để rớt rồi, hồng xác bị tiêu thôi hết cày. Ráng nghe đây nhắc lời quyền kể, và từ nay còn kể thêm nhiều. Kể hết lời của Phật réo kêu, cho ba tánh rõ điều quyền bi. Có một hôm vừa vào phòng nghỉ, liền thoáng nghe gió nhẹ phất qua. Tức khắc nguyên dung đức Phật đã hiện trước mặt như là bức tường. Rằng con ơi cùng thầy chung hướng, câu quyền sâu vô lượng vô biên. Lẽ đạo màu có thật có quyền, do sanh chúng tùy duyên quá độ. Sợ gì Phật lâm lời dạy dỗ, mở đường mây cho trẻ qua truông. Cuộc thế gian nay quá rối cuồng, không lời Phật khó phương giải cứu. Phép của Phật không tân không cừu, nhưng tùy thời có hữu có vô. Dạy chúng sanh niệm chữ Nam Mô, ấy là muốn hiệp cơ giáo đồn. Duyên mộng khó tự thân thoát khổ, nhờ Di Đà cứu độ cho mau. Phép tu này thích hợp giường bao, không tu biết nói sao cho được. Vừa niệm Phật mà vừa làm phước, ni khác nào như suối nước thuận buồm. Sự thành công sẽ chỉ một hôm, liên trì sẽ qua thôm nảy nở.
Con ơi, lời Phật khuyên rằng nhớ nhắc cho người chưa rõ thật hư, để nhớ ra hoặc biết lòng từ. Lòng Phật chẳng giống như thế tục, đâu là trong và đâu là đục, nẻo thiên đường địa ngục biết rành. Dạch đường chân đến tận mây xanh, không như chúng sanh lanh quanh trần thế. Con khá lọc lấy lời Phật kể, lập thành câu chỉ vẽ cho dân. Ngày giờ này chẳng chịu lập thân, sao muôn kiếp khó mong hưng phần. Tu có được Phật gần chỉ dẫn, mà chẳng tu là muốn ra ma. Đừng cho rằng không có Phật ra, Phật đã hiện đâu mà chẳng có. Các thật xấu hoàn toàn dứt bỏ, lòng sạch trong không có bận nhớ, thì chỉ trong giây khắc phút giờ sẽ được thấy mật cơ của Phật. Nếu cho đây nói là sự thật, gắng làm theo được chắc không sai. Chớ ngồi lì trong tháng trong ngày, trong mà chẳng dồi mài đạo lý. Việc khi đến làm mồi ma quỷ, công đức chỉ để phỉ ước ao. Lòng ước mong dây trí dồi trao, phải cho được bằng nhau mới toài. Muôn bô thì không ra của cải, thì phước đâu đem lại cho mình. Sải muốn nên mà chẳng tụng kinh, tất chẳng phải là danh ông sải. Muốn thành đạo phải trì luật giới, chịu khó khăn cả thải mọi điều. Các dòng tâm cần phải trừ tiêu, lòng luôn được một màu thanh tịnh. Chữ nhân thiện gian trong ba tánh, vẽ hiện hòa cảm đến thập phương. Đạo diệu màu luôn được treo gương, người tu Phật phải thường như thế. Đọc tự hàng các bài kinh kệ, lấy đó đo tâm thể của mình. Ngày giờ nào cũng chắc lòng tin, không thành đạo ta đền muôn kiếp. Có một hôm Phật Ngài giải tiếp, rằng con ơi chung nghiệp sâu dày. Nếu lãng quên giới luật một ngày, cũng đủ khiến dễ quay đường tội. Vì lẽ ấy bất kỳ sớm tôi luôn ôm lòng luật giới chớ quên. Khi lục thông chừng được đạt nên, ngày ấy mới gọi rằng là dừng. Màu nhiệm thay Phật Ngài giáo huấn, không lời nào chẳng đúng lý chân. Khắp trẻ già lớn nhỏ xa gần, nếu muốn được thành chân thanh hòa, lòng ráng như sen kia một đoá. Trong bảy lầy chẳng có tanh hôi, tất ngày gần đây được cao ngôi. Cùng chư Phật đồng ngồi sen bao,
ráng mà tu tín đồ Phật giáo, chớ quên câu hòa hảo liên dây. Vì thương nhau mới biết quyển này, để đồng đạo gái trai nhớ lại. Đây mặc dù nương thân hải ngoại, tâm hồn luôn ở tại quê nhà. Xin trẻ già đừng tưởng cách xa, mà nên tưởng như là bên cạnh. Khi máy tạo chuyển xoay thuận cành, đây sẽ cùng ba tánh gặp nhau. Bấy nhiêu lời khuyên nhắc trước sau, xin ngừng bút chúc nhau an mạnh. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ ngày tách bước đến phương Đông, công việc từ bi vẫn tiếp tầm. Độ chúng sanh mê tâm đã quyết, cứu người đời khổ chỉ thường mong. Duyên phàm cởi mở cho thiên hà, tình Phật gieo ra khắp đại đồng. Chẳng có yêu riêng yêu tất cả, dù cho muôn kiếp nguyện lo xong. Hoằng pháp lòng tôi chẳng lật màu, dẫu rằng gặp phải lầm vàng lao. Muôn ngàn phương tiện đường tu mở, từng vàng cắn lạnh mỗi đào cao. Phật quốc nguyện diệu thiên hạ đến, liên hoa quyết dắt chúng sanh vào. Vì nay tế thế chưa như ý, thể nói làm ngay kiếp kế sau. Mùi vị thiền giá đã thấm vào, tình thương ai cùng vẫn bằng nhau. Cứu dân vạn khổ không ngao ngang, độ thế thiên sầu chẳng nung nao.
theo dấu từ bi. Người bước trước vạch tường trí huệ, kẻ đi sau đem thân thay gánh muôn thân khác, miễn lấp sông mê sớm phúc nào. Lời thấm từ đất Nhật, trời đã khuya vẫn còn thao thức. Bước lại bàn lấy bút đề thơ, gửi về thăm mẹ đang chờ viên an đồng đảo quê nhà Việt Nam. Ở Nhật bọn tôi đang sức khỏe, nơi cố hương toàn thể mạnh chăng. Loạn lý đời sống khó khăn, nhưng bề đạo đức ngài hằng ráng lo, nên đoàn kết nhau cho chặt chè, kha thống quy chớ để bời rời. Giảng kinh truyền bá khắp nơi, tu hành kêu gọi cho người nhớ ra, khiêu sáng ngọn đèn nhà Phật giáo, làm cho nền hòa hảo chấn hưng, giúp cho dân chúng xa gần thấy chân giá trị tinh thần người tu. Phật giáo vốn tu câu chân lý, hòa hảo là hiển thị minh tâm, luôn luôn chánh đạo giữ cầm hành, vi quán niệm mê lầm phá tan. Tu là mở con đàn sáng suốt, tu là gieo hạnh phúc cho đời, tu là cứu độ khắp nơi, tu là để khỏi luân hồi tử sanh. Tu chánh tinh mới thành đạo Phật, tu dị đoan thì rất theo ma. Con đường thầy tổ vạch ra, phải đi theo đúng mới là thật tu. Tu ráng dẹp cái ngu trong ốc, tu ráng làm cho thức trong tâm. Trong lòng niệm Phật âm thầm, để cầu tỏ ngộ để làm siêu sanh. Tu để được trọn lành trọn sáng, tu để không mù quáng sai lầm, ấy là người thật tâm tu. Không làm đọa kiếp chẳng làm ai khinh, chân lý mới cứu mình giải thoát. Mê tín làm thêm kiếp khổ đau, về phần trí đạo ráng trao, thấy ra cho sáng nghe vào cho thông. Phật giáo khắp đại đồng nhân loại, hòa hảo cùng thế giới năm châu. Đó là chân chánh đạo màu sinh, đừng đem giả chấp câu hẹp hòi.
nên khuyên khích người coi kinh sách, nên thi đua đạo đức xa gần. Chúng lo ít nước lợi dân tâm hồn sang suốt sắc thân no lành. Đêm chi lần ra hành đạo cả, lấy lòng son ra phá đường trần. Dắt nhau khỏi bể mê tân, ấy là bổn phận kẻ chân tu hành. Đường xa có chút tình nhắn gửi, khi thơ này được tới quê nhà. Mong rằng ai có đọc qua ráng tu đúng cách như là giảng kinh. Tu trong hơn mượn cành, tu ngoài trong chẳng tu thì cành khó thay. Đọa kiếp tại mình không tại kẻ, siêu phàm do tánh chẳng do ai. Muốn thân Phật qua nên cương quyết, mong nghiệp cần tan phải dẻo dai. Khá lấy chân tâm bình giảng sự, ý nguyện sẽ được toại nay mai.